nơi có tỉnh hằng an giấc ngàn thu. Giờ đây đoạn kinh nhạc xin dân nghẹn hương trầm, tỏ lòng thành kính tri ân ông trước lúc viện linh. Lễ dân hương xin được bắt đầu. Trên đầu con quấn khăn tay, mặt con ướt đẫm hai hàng lệ rơi. Giờ đây cha vẫn không còn, con không nói được một lời từ bi. Lệ con cứ đọng đôi mi, ôm thân cha đó từ giờ đây trôi mãi theo dòng thời gian. Đau lòng con lắm cha ơi, nhờ kẻ con khóc. Thank you.
nghẹn ngào ngoài cửa khóm nhang văn, ngập ngùng phượng phục của trời mây. Lâm khúc nhạc buồn khi tiễn biệt, đưa hồn cha về nơi cõi vật sau không các cháu của cha. Xin vĩnh biệt cha. Trở về cùng tổ tiên nơi cõi vĩnh hằng. Chúng tôi của tang lễ Thiên Đức đã về trước ban thờ của ông Vũ Trọng Bình để rồi chúng tôi đến dâng hương đến nhà các bạn nhạc chiên đã được trung viên chuẩn đạo đình ban nhân tang. Xin chân thành ơn kính mời đoàn an tòa chờ được bàn trà ngồi xin nước chào các đã cùng tham dự với chi biểu đọc thánh đưa ông Vũ Trọng Bình về nơi an nghỉ cùng. Xin trân trọng kính mời. Phật tử tôi cũng xin thay lời các quan của Hương Ninh ông bài tiễn biệt cha. Đoạn trường tử biệt trôi ngôi khỏi lòng cha đi trời đất lòng trong rời xa nhân thế rực hồng chốn mơ cha về cõi lạc. Bỏ đi thôi, quẹ mặt đây đền giọt.
lưu thủy để đồ cố xây tiền đưa tiến nhân linh cha về đức Phật A Di Đà. Người cha vô vàn kính yêu của gia đình chúng tôi, toàn
hương tạ từ lần cuối cùng này. Và giờ này bà quả phụ có đôi lời gửi tới người chồng thân yêu trước lúc ông ra đi lần cuối cùng này. Bình ơi, ông Bình ơi, nhớ khi xưa trong buổi thanh xuân, chúng mình đã sinh ra các con đêm ngày dạy dỗ. Đường ăn lối ở, việc cửa việc nhà, lại lo bể nghi thất nghi ra, cho sum họp chúc may mấy đoá. Cương thường đạo lý, lòng của mình những lo hiếu thảo đền ơn, nếp tiệm cần mình hằng giữ sớm hôm, nay mới được ra đường cơ gì. Mình ơi, ông Bình ơi, tấm lòng của ông ba lo bảy nghĩ vất vả trăm bể, cho vẹn toàn đường nọ lối kia, tuy khó nhọc nhưng mình chưa thỏa giải. Mình ơi, ông Bình ơi, bỗng đâu gió cả phút bẻ cành mai, hoa lìa cây rụng cánh tơi bời, mà yến lìa tổ hạ sang vỏ vỏ. Tôi nhưng tưởng rằng chúng mình sẽ còn khỏe mạnh, trường thọ trăm năm để dìu dắt các con khôn lớn lên người. Nào ai ngờ trăng lặn sao rời, mình lại vội về nơi Tây Trúc. Mình ơi, ông Bình ơi, vậy là kể từ nay lấy ai chăm sóc ngõ cúc tường đào cho mẹ con chúng tôi đây. Hiu quạnh bóng ra vào trên cõi dương trần thị. Vậy là kể từ nay ngày chảy sáu khắc đêm vắng năm canh, tưởng phất phơ tay bóng hiện ngoài mảnh, chỉ thấp thoáng tay bóng hình của mình trên khói. Vậy là kể từ nay tôi hiền mai giỏi bóng, tôi ra ngẩn vào ngơ, hết đợi thôi chờ, nắng vẫn vàng hiu quạnh. Ông Bình ơi, hôm nay ông ra đi tôi không biết lấy gì đưa tiễn. Với đạo lý nghĩa vợ tình chồng chăn gối trăm năm, tôi chỉ biết kính dâng mình tuần hương tạ từ lần cuối cùng này. Thắp hương đồng đạn đạn đẽ, nỗi đạn quan của đạn miệng thương, dù bao năm đổ có biết khuôn đường, bằng tay cha cha hỡi, cha mỉm cười nhưng cháu bóng đời con. Thì phận nước ngã cho quả con nuôi quan thật khẽ, nâng cho con lên rồi phải có đau không quan. Từ ngàn xưa nước mắt luôn chảy xuống, hạ mưa xa đâu có chảy thêm muộn. Trong cuộc đời bao lần cha vất ngã, có bao giờ chúng con biết hỏi cha ơi, cha có đau không ngã. Cả đời cha gian nan vất vả, chọn cả đời vì cháu vì con. Hỡi cha thế mà hôm nay cha không còn, quan thương cháu nhớ biết của nào thương. Giờ mới biết cha chúng con là con trai của cha đây, chỉ biết thắp cho cha tuần hương, chúc cha được khỏe tay an giấc đất trời trở che. Kính mời hai người con trai của cha lên thắp tuần hương. Kính mời người con dâu của cha. Con dâu biết thực mẹ cha đón về, từ ngày cha mẹ đón con về làm dâu, trước đã có tiếng tiên tổ, sau con hầu mẹ cha. Hỡi cha ơi, từ ngày con về làm dâu đã cảnh lạ nhà, dâu được do con được cha thương mẹ quý, điều hơn biết thiệt cha thường bảo con. Cha dạy cho con là người biết trước sau, trên kính dưới ngược anh em hòa thuận trước sau một nhà. Hỡi cha những lời cha dạy cho con, dâu con chưa đáp về công này cha ơi. Giờ khi kiểm tra còn phận làm dâu, con khóc chẳng nên lời. Giờ khi kiểm tra có thắp tuần hương, chúc cha được về tây an giấc đất trời trở che. Kính mời những dâu của cha nên thắp hương người cha tuần hương lần cuối.
Thôi thôi, giờ đây con là con gái của cha. Thật ra mà cái con khóc chẳng nên rồi. Cha ơi, giờ đây rất rõ lúc biệt cha. Cái con cũng mới nói than thở với cha. Thôi cha ơi, cha thắp đi để cái con đau khổ. Nỗi đau này tôi vẫn đẻ thôi. Một thân yếu yếu ở đời khổ đau. Cha ơi, cha vội bỏ đi đâu mà cha chẳng nói một câu giã từ. Tự may cái con cũng sớm về không. Còn cha đôi nữa để giúp cái con bên cạnh nhờ. Cha ơi, giờ đây cái con chưa được yên về gia thất. Từ khi cha lâm bệnh, ngày đêm con thuốc than nâng lên đặt xuống thuốc than bên giường. Con cầu mong cho cha được mạnh khỏe để cái con được bên cạnh nhờ. Cảnh cũng cha sớm tối cha ra vào, cha khuyên dạy cái con khôn lớn. Làm ngờ đâu hôm nay cha vội bỏ đi xa để cho con gái đây trên đầu thân tang. Tổ chức ban thờ đi sản ra hai hàng dòng đệ thương cha khóc chẳng nên lời. Giờ đến biệt cha đã có thắp tuần hương chúc cha được về tây an giấc đất trời trò che. Hỡi ông một ơi, giờ đây cháu một của ông quản thân bé mà thương ông ngậm ngùi khóc chẳng nên lời. Giờ đến biệt ông, giờ đây cháu là cháu nội của ông quản bé tài. Chỉ biết nhờ bố mẹ sống thắp trong tuần hương. Ông ơi, ông thấu cho cháu, cháu quản bé dài nắng ông ơi. Kính mời tất cả ái ấm sâu nặng người. Anh chị em như thể trên tay, như trên với tổ, như cây với cảnh. Cùng chung tổ tiên ông bà, cha mẹ sinh thành. Bao năm đã rách, đã mẹ ta chia nhau. Mà hôm nay ông vội bỏ đi đâu, để anh em con cháu trên đầu khăn tang. Chúng chắc nghĩ rằng anh chị em con cháu họ hàng thắp cận nhau. Mà thương ông hai hàng gặp mẹ, thương ông khóc chẳng nên lời. Giờ đây tính tuyệt ông anh em con cháu họ hàng chỉ biết thắp cận ông cận hương tính tuyệt ông. Ông về nơi tiên tổ vãi hàng được sâu sinh tịch độ an thức được về tây đất trời trở che. Kính mời tất cả anh chị em con cháu họ hàng nội ngoại chúng ta trở về cái quan thờ của ông để thắp cho ông cận hương, để đến biệt minh ông Vũ Trọng Bình về nơi an nghỉ cuối cùng. Sau khi thắp hương đến biệt có đệ tam viên được trung viên và đúng 8:30 sáng nay, đại đoàn đại biểu đại diện cán bộ nhân dân tổ dân phố An Khê, phường Cẩm Đông, các ban ngành đoàn thể, các bài chức ban thờ ông trịnh trọng của hải với chi biểu đến tiến đưa ông. Đúng là trong năm một quả y về trần gian bỏ lại, cha về với tổ tiên, trước đi bao nỗi ưu phiền, với mây theo gió để rồi xa đi. Hỡi cha ơi, giờ đây giây phút biệt ly, chúng quan thương nhớ biết nói gì hôm nay. Chồng cái bóng ngả về đây, cha đi được cánh hạt quanh năm trời. Cha đi đến một phương trời, để chúng ta ở lại trên đời nhớ thương. Cha đi để chốn an nhàn, giờ đây chúng quan xa cha muôn vàn nỗi đau. Hỡi cha ơi, nỗi giờ này mãi mãi về sau, những lời cha dạy chúng con phát ghi trong lòng. Sau khi thắp hương của gia đình đã xong, kính mời các vợ quan của ông chúng ta chắp tay. Chúng ta kim quan của ông, gia đình vợ quan ông chúng ta thắp hương xong thì chúng ta chắp tay đến được hướng kim quan của ông Vũ Trọng Bình để tạ ông hai lễ. Cha hiền ơi, sao cha đã đi đột ngột quá chừng. Để từ nay chúng con không được nghe cha nói, chúng con chỉ biết rưng rưng kể lại cái giây phút cuối cùng cha vẫn gọi tên các cháu các con. Giờ này chúng con biết nói gì hơn, cha nằm đó mà lòng chúng con đau thắt. Chiếc quan tài vẫn chưa đóng chặt, mấy gian nhà này lạnh lẽo quá cha ơi. Rồi bà con xóm phố thì ai ai cũng ngậm ngùi, cháu chắt đầy đàn
sao lại thiếu hình bóng thân yêu của cha? Cha kính thương ơi, sao cha nỡ đi vội vã? Cha hãy dừng chân mà dìu dắt chúng con thêm. Giờ thương đau cao ngất chín tầng mây, đã cách biệt đâu thấy cha được nữa. Cha hiền ơi, vậy là hôm nay cha ra đi, cha nhường hết, cha chẳng hưởng gì phúc lộc điểm viên. Riêng với chúng con thì ơn đức chưa báo đền được là bao. Chúng con xin hứa sẽ làm vui lòng cha đó. Cha kính thương ơi, đời chúng con còn rất trẻ, sống dại khờ, chưa hiểu hết nông sâu. Nếu trong cuộc sống đời thường mà anh em chúng con có điều chi khiến cha chẳng bằng lòng, thì xin ngàn lạy cha hay rộng lòng mà lượng thứ cho cháu cho con. Hôm nay cha ra đi chúng con không biết lấy gì đưa tiễn, với đạo lý uống nước nhớ nguồn. Giờ này chúng con chỉ biết kính dâng cha tuần hương vĩnh biệt lần cuối cùng này. Hôm nay ông ra đi mãi mãi không bao giờ trở lại. Trong giờ tức thương đau buồn vô hạn này, chúng ta tập trung về đây để tiễn biệt, tiễn đưa người chồng, người cha, người ông, người chú, người bác, người anh em ruột thịt của gia đình Tam Quyến, người công dân tổ dân phố về nơi. Sau thời gian ông năm bệnh, mặc dù đã được vợ con gia đình hết lòng chăm sóc thuốc thang cùng các tập thể thầy y bác sĩ tận tình cứu chữa, song do bệnh trọng rất yếu, ông không qua khỏi. Ông đã tạm thế ra về với tiên tổ phượng thọ 60 tuổi. Sau khi nhận tin gia đình báo tin buồn, ông Vũ Trọng Bình cư trú tại số nhà 239 Văn Cao, Đặng Nông, Hải Phòng đã ra về với tiên tổ. Được sự quan tâm của các vị chi bộ, ban công tác mặt trận, lãnh đạo tổ dân phố An Khê, phường Đặng Nông, chính quyền địa phương đã đến gia đình và họp bàn thống nhất cùng gia đình tăng quyến nội hoạt động thành lập viên ban lễ tang tổ hành của tăng ông được trang nghiêm trọng thể theo phong tục tập quán sự kiện này ngày 23/6/2023. Về tham dự của chi đoàn ông sáng nay, tôi xin trân trọng giới thiệu các vị đại biểu đại diện cho đảng, chính quyền, ban công tác mặt trận, lãnh đạo tổ dân phố An Khê, phường Đặng Nông. Về tham dự lễ chi đoàn ông sáng nay, vị đại biểu đại diện tăng ni phật tử hội Phật giáo Hải Phòng. Về tham dự lễ chi đoàn ông sáng nay, vị đại biểu đại diện các cơ quan, đơn vị, trường học nơi vợ con anh chị Cam Bông đang và đã công tác và học tập. Về tham dự lễ chi đoàn ông sáng nay, vị đại biểu đại diện cho họ hàng bên nội bên ngoài, các gia đình thông liên gia, bạn bè thân bằng đối gần xa và con sắp phố về tham dự lễ chi điều ông sáng ngày hôm nay. Để buổi lễ chi điều lễ đến đưa
con Vũ Trọng Bình về nơi an nghỉ cuối cùng được cha thiêng trọng thể. Ban tổ chức tang xin trân trọng giới thiệu kính mời ông Vũ Trọng Thắng, trưởng ban công tác mặt trận tổ dân phố An Khê, phó ban tổ chức tang đại diện cán bộ nhân dân tổ dân phố An Khê phường Đồng Đông, đại diện ban tổ chức tang các ban ngành đoàn thể, chính quyền địa phương nên thắp hương Vũ Trọng Bình một tuần hương tiễn biệt, xin trân trọng. 60 năm trên trận thế, ban tổ chức tang xin trân trọng giới thiệu kính mời ông Nguyễn Đăng Thủy, phó bí thư chi bộ kiêm tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban tổ chức tang nên đọc lời tiễn biệt, tiễn đưa ông Vũ Trọng Bình về nơi an nghỉ cuối cùng, xin trân trọng kính mời. Ông trong phố chúng ta đứng lên hướng về trước linh cữu để chuẩn bị làm lễ di điệu cho ông Vũ Trọng Bình. Kính thưa ông Vũ Trọng Bình, kính thưa các đồng chí lãnh đạo địa phương cùng các đồng chí đại diện các cấp ủy, cùng các cơ quan đơn vị đoàn thể và toàn thể gia đình tam quyến, kính thưa các cụ các ông các bà cùng các gia đình thông gia liên gia họ hàng nội ngoại bạn bè bà con xóm phố gia gần, ông Vũ Trọng Bình sinh ngày 21 tháng 6 năm 1964 tại thôn An Khê, xã Ngâm, huyện An Hải, thành phố Hải Phòng, nay ông cư trú tại số nhà 239 đường Văn Cao, tổ dân phố An Khê, phường Ngâm, quận An, thành phố Hải Phòng. Ông sinh ra trong một gia đình nông dân có dầu truyền thống cách mạng ở một làng quê. Ông hồi nhỏ được gia đình cho ăn học, lớn lên ông tham gia vào lao động tại làng quê cũng như là lao động phục vụ công việc gia đình, giúp việc cho các con các cháu. Kính thưa toàn thể nhân dân và bà con trong phố, ông Vũ Trọng Bình sinh được 3 người con, 2 con trai, 1 con gái. Con trai ông đã thành đạt và xây dựng gia đình. Ông có 1 cháu nội. Hàng ngày sớm khuya ông dành riêng dạy bảo các con các cháu chấp hành tốt mọi đường lối chính sách của đảng, pháp luật nhà nước cùng các quy định của địa phương và gia đình. Ông đã có nhiều năm là gia đình và bản thân ông và toàn thể gia đình là gia đình văn hóa tiêu biểu. Kính thưa toàn thể các vị cùng toàn thể nhân dân, ông Vũ Hòa Bình do tuổi cao sức yếu, bệnh này hiểm nghèo, mặc dù đã được các con, các cháu, người vợ, họ hàng nội ngoại và các tập thể thầy thuốc y bác sĩ hết lòng tận tình cứu chữa nhưng không qua khỏi. Ông đã từ trần vào hồi 12 giờ 55 phút ngày 21 tháng 6 năm 2023, tức là ngày 4 tháng 5 năm Quý Mão, ông hưởng thọ 60 tuổi. Thi hài ông đến an táng tại đài hóa thân Hoàng Vũ, thành phố Hải Phòng, sau đó đưa về nghĩa trang quê nhà. Kính thưa toàn thể các vị cùng toàn thể nhân dân, kể từ đây ông Vũ Trọng Bình nay không còn nữa. Ông đã đi vĩnh biệt mãi mãi từ đã qua trần gian về với gương tổ tiên đất mẹ. Với quay kinh hẳn, ông để lại con niềm đau thương mất mát. Với người vợ gắn bó thủy chung với ông, cùng các con, các cháu trong gia đình và hàng người ngoại, bạn bè và con trong phố xa gần. Thế là từ nay trở đi, người vợ yêu thương chăn gối với ông cả cuộc đời. Với ông đã bong bóng người chồng cả cuộc đời. Trong hàng ngày sớm kia, sớm tối, đã dành riêng cho người vợ yêu thương và các con các cháu trong đình. Của ông đã mất đi một người cha, người bố hiền từ nhân hậu, sống độ lượng. Đã mất đi một người ông, người bà sống khuya luôn thương dạy bảo và hàng người ngoại. Đã mất đi người thân trong gia đình và con xóm phố, đã mất người để bạn tốt khu dân cư tổ dân phố, mất người công dân gương mẫu. Đó là một tình thương đối với gia đình cùng hòa hàng người ngoài và người thân của ông trong gia đình. Ông là người chồng, người cha gương mẫu trong gia đình và sống giản dị chan hòa, luôn luôn đoàn kết với mọi người trong xóm phố. Kính thưa toàn thể các vị cùng toàn thể nhân dân, được tin ông Vũ Trọng Bình đã qua đời, các vị chính quyền cùng các cơ quan đơn vị và gia đình tổ dân phố đã lo tăng lễ cho được chú đáo. Trong ngày qua, được sự quan tâm của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Đàm Đông cùng các cơ quan đơn vị toàn thể và các cá nhân, các gia đình đã đến động viên chia buồn với vợ con ông và gia đình đã thăm viếng. Nay Vũ Trọng Bình đã không còn nữa, ông đã đi vĩnh biệt mãi mãi từ đói quái trần gian về với cương, với đất mẹ cùng với quái kinh hẳn. Những đau thương mất mát này vẫn đọng lại trong lòng của chúng ta. Chúng tôi xin cầu mong linh hồn ông sớm được siêu thoát về với quê hương đất mẹ. Chúng tôi xin được chia sẻ với nỗi đau thương mất mát này cùng với gia đình.
và họ hàng đời ngoại trong giờ phút thiên nhiên linh điện này của ông, xin đề nghị toàn thể các vị cùng toàn thể nhân dân và các con đơn vị có mặt tăng lễ ngày hôm nay, chúng ta xin dành lại một phút mặc niệm để vĩnh biệt ông lần cuối. Phút mặc niệm bắt đầu. Xin ông hãy cảm nhận với chúng tôi một lời cầu chúc, cầu chúc họ thông sắp về cái lúc nào tăng tốc của ngã thu nơi vi phạm bệnh viện thông. Tiếp theo kết thúc các chi biểu, ban chúng ta sẽ đọc mời một vị đại diện gia đình tam quyến lên đưa lời đáp từ cảm tạ. Xin trân trọng kính mời. Tổ chức lễ tang, kính thưa các ban ngành đoàn thể, chính quyền địa phương, các vị đại diện của các cơ quan, nơi các con ông công tác, sư thầy nhà chùa cùng các phật tử chùa Vạn Phúc An Khê, kính thưa họ nội tộc ngoại tộc, kính thưa các gia đình thông gia liên gia, bạn bè thân bằng cố hữu gần xa, bà con xóm phố, thay mặt các gia đình nhà hiếu, tôi xin gửi lời cảm tạ chân thành với toàn thể quý vị. Trong thời gian em tôi lớp bảy cũng như hai ngày qua, gia đình chúng tôi đã nhận được rất nhiều tình cảm, quý vị, những lời động viên thăm hỏi khi em tôi đau ốm và sự giúp đỡ cũng hiếm cũng như chia buồn cùng gia đình trong tang lễ của gia đình tôi. Những tình cảm cao quý này, gia đình tôi xin trân trọng ghi nhận trong khi tổ chức cái tang. Những điều kiếp suốt do tang ra bối rối là không thể tránh khỏi. Xin quý vị rộng lòng lượng thứ cho tang quyến. Sau khi tiễn thương em tôi về nơi an nghỉ cõi vĩnh hằng được chu viên hoàn tất, tôi trân trọng kính mời quý vị trở lại gia đình ngồi uống nước dùng bữa cơm chia buồn cùng gia đình để gia đình chúng tôi được cảm tạ. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Cảm tạ vì gia đình tham dự các bài hai buổi tăng lễ của ông Vũ Trọng Bình. Các bài buổi sáng nay ban tổ chức tôi trân trọng kính thông báo và chỉ đạo kết thúc, kính mời quý vị an toàn chào bạn già ngồi trên nước chào nước cùng tham dự lễ tiễn đưa cùng tiễn đưa ông Vũ Trọng Bình về nơi an nghỉ cuối cùng. Chân linh Vũ Trọng Bình tự phúc an, chân linh nguyện mệnh sinh ngư giam tỉnh điên muội nguyệt nhật đòi thủ sinh thầm tế đại hạn ưa quý mão điện ngũ nguyệt tự nhật lương thời mà
đại bồ tát ma bồ đại bi tâm la tam địa na cho nên là bà đề chân đa ma ni ma ha tam bi lu 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 đề sanh cha tướng ta nha ba 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 nha nha ba ra đề sanh cha đề sanh cha sanh đi đề sanh đi đề ra vấn ra sao biến ra biến đề ma vấn đề đề ma ha công đức bảo sơn thần chú nam mô phật đà ta nam mô đạt ma ta nam mô tăng già ta nam chân đề hồ tu tu tất tu tu chỉ đề na đề ba tăng đa ni mô tu ni sa ma phật mô chân đề sa ma minh mô lượng mô biến đi quang minh vương đà la ni an đại ma ba quang văn đề a ba la mật đà ta yêu gì a la tu tất đề thực chất đà nghiệp đà ta đề ta nam nam đề ta sa đề về sai sa mu du về lưu đi ma đà ba không gì bù đắp nổi. Than ơi, thế là từ nay trở đi còn đâu thấy bóng dáng ông sớm sớm chiều chiều bên hè phố nhà, còn đâu thấy bóng dáng ông hội họp cùng hội người cao tuổi quê nhà. Qua đến nay được tin ông mất mà căn nhà này đầy ắp nghĩa tình, đó là tình dân nghĩa đảng,
đó là tình làng nghĩa xóm, tình xóm phố, đó là tình thân tộc nội ngoại, rồi nghĩa thông gia liên gia, tình đồng chí đồng đội, tình bạn hữu xa gần. Tất cả đã có mặt đông đủ nơi đây thắp hương kính viếng hương hồn ông. Và giờ đây trong phút biệt ly này, mọi người lại đã có mặt đông đủ nơi đây để tiễn đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng. Mây che trên đầu và nắng trên vai, đôi chân ta đi sống còn ở lại. Con tình yêu thương vô tình chợt gọi, lại thấy trong ta hiện bóng con người. Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt rọi xuống trăm năm một cõi đi về. Lời nào của cây, lời nào có lạ. Một chiều ngồi say, một đời thật nhẹ ngày qua. Vừa tan mùa xuân, rồi tan mùa hạ. Một ngày đầu thu nghe chân ngựa về chốn xa. Con tình yêu thương vô tình chợt gọi, lại thấy trong ta hiện bóng con người. Vẫn tranh thủ thời gian vàng ngọc tới đây tiễn đưa ông bằng cả tấm lòng. Rồi đội trống đội kèn của ba bốn đoàn nhạc hiếu đã hòa quyện vào nhau như một bản hợp xướng trầm hùng. Một vùng quê rạo rực con tim làm rung động lòng người. Đến bên lễ tang và an táng ông Vũ Trọng Bình hôm nay, chúng tôi thấy có đông đủ bà con, anh em, cô bác dân làng. Tình thân tộc nội ngoại, rồi nghĩa thông gia liên gia, tình bạn bè bằng hữu gần xa. Đặc biệt có tình cảm thiêng liêng của tình đồng chí, những người đã và đang từng cùng công tác, sinh sống với ông bà, với con cháu của ông bà. Quý là tình cảm thiết tha và trọng là nghĩa cả đậm đà thủy chung. Chúng ta hãy nhìn xem đoàn
xe đưa tang ông thật dài, người đông như vô tận. Rồi Linh kêu đi chậm chậm, mặt trời nắng chói chang, mồ hôi hòa nước mắt, nghĩa ân tình lắng sâu. Đó là tình ruột già, đó là tình đồng chí, đó là tình quê hương. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai vươn hình hài lớn dậy. Ôi cát bụi tuyệt vời, mặt trời soi một kiếp dòng chơi. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát. Đồng nào gõ nhịp khôn nguôi, bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi. Lá úa trên cao rung đầy, cho trăm năm vào chết một ngày. Mặt trời nào soi sáng tim tôi, để tình yêu ngày qua mọi ngóng tin vui. Cùng rừng nào lá sát sơ cây, từ vực sâu nghe lời mời đã dậy. Ôi cát bụi phần này, vết mực nào xóa bỏ không hay. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai vươn hình hài lớn dậy. Ôi cát bụi tuyệt vời, mặt trời soi một kiếp dòng chơi. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai đó nhịp khôn nguôi. Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi. Lá úa trên cao rung đầy, cho trăm năm vào chết một ngày. Mặt trời nào soi sáng tim tôi, để tình yêu say mòn thành đá. Bụi ngùi từng ngày qua mọi ngóng tin vui. Cùng rừng nào lá sắc sơ cây, từ vực sâu nghe lời mời đã dậy. Ôi cát bụi phận này, vết mực nào xóa bỏ không hay. Vô lượng mà hạnh nguyện cứu đời hiển hiện xuống trần gian. Trong kiếp sống nhân sinh
không ai tránh khỏi quy luật vô thường sinh diệt. Trẻ đỏ già đây, tương phùng rồi ly biệt, ta hãy tìm phương ra khỏi ngục tù sinh tử, mà qua bờ giải thoát để vượt biển trầm luân. Bởi vì lỗi lầm cũng tại do tâm, vô minh dọc khởi luân trầm xuống lên, sáu đường trôi giạt lênh đênh, tâm mê dậy khởi kẻ bên khổ sầu. Nếu ta khẩn thiết nguyện cầu mà thành lòng sám hối niệm câu Di Đà, và quyết lòng dứt bỏ tâm tà để tiêu mòn nghiệp chướng, thật là cao siêu. Hôm nay ông Vũ Trọng Bình đã rời bỏ thế gian này, mà ông thanh thản ra đi về cõi nhớ. Ông thanh thản ra đi về cùng tiên đỏ nơi cõi vĩnh hằng. Ông thanh thản ra đi theo Đức Phật A Di Đà. Trong buổi tiễn đưa ông hôm nay có đông đủ bà con anh em cô bác dân làng, tình thân tộc nội ngoại rồi nghĩa thông gia liên gia, tình bạn bè bằng hữu gần xa, mọi người đã có mặt đông đủ nơi đây tiễn đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng, và thầm cầu chúc cho vong linh hồn ông Vũ Trọng Bình sớm được siêu thoát nơi cõi vĩnh hằng. Thank you.
đang đến với tập đoàn Quang Hữu trở lại vị trí. Diệu pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn đã để lại cho nhân thế, giúp con người tỉnh ngộ mà trở về với bản thể chân như sẵn có. Với tấm lòng thành kính, với đạo lý uống nước nhớ nguồn, hầu để gieo duyên lành cho những ai đang tìm về nguồn cội. Ước mơ được đóng góp một viên gạch nhỏ để dựng xây nên tòa nhà Phật Pháp, một giọt nước thiện nhân để thay là hạt giống Bồ Đề đã ít nhiều bị vùi lấp bởi lớp bụi trần ai. Nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thiện hữu gần xa, đặc biệt là những người anh em, vợ con cháu của ông Vũ Trọng Bình đây luôn được thân tâm thanh tịnh, đạo quả sớm duyên thành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Uống nước như nguồn làm con phải hiểu, anh ơi có nhớ năm xưa những ngày còn thơ không ai nuôi dưỡng, công đức sinh thành người hỡi đừng quên, không cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Người ơi làm người ở trên đời, nhớ công người sinh dưỡng đó mới là hiền nhân, vì đâu anh nên người tài ba, hãy nhớ công sinh thành nhờ anh mà có. Làm con phải hiểu, cùng cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy.